Chào anh em. Nếu như anh em đang là một người quan tâm đến việc đổi máy móc xe thì đây chắc chắn nó sẽ là một video mà anh em không thể bỏ qua. Thứ nhất là về cái việc mà mình lựa chọn màu sắc để đổi máy móc xe ấy, thì trong năm nay cái màu sắc đang rất là hot đó chính là màu mờ, màu lì. Ở bên cạnh tôi đây bây giờ đang là một chiếc xe Mercedes E300 đã được Kingrap tiến hành đổi màu cho từ màu sơn gốc là màu xanh chuyển sang màu đen lì, đen mờ. Nó tạo cho chiếc xe một cái vẻ khỏe khoắn, làm nổi bật lên những cái đường gân gút nổi trên xe, đặc biệt là nhìn rất là hầm hố. Với cánh mày râu thì đây chắc hẳn sẽ là một cái màu sắc mà mình nghĩ là toát lên cái vẻ cực kỳ đẹp trai của anh em. Thêm một cái lưu ý nhau anh em nữa, đặc biệt là cái màu đen lì này, cái màu lì này, tức là có bao gồm màu đen lì và màu đỏ lì này, nó sẽ rất phù hợp với những anh em là series đang đi màu đen hoặc đăng ký màu đen hoặc màu đỏ. Anh em rất là tiện, đó là khi mà mình dán đổi sang màu đen lì hoặc màu đỏ lì hoặc là các cái màu lì giống xe, giống màu sơn xe của mình ấy, anh em đi được công an các chú áo vàng thoải mái chào giờ hỏi của em mình, vì nó vẫn đang giữ nguyên bản trên đăng ký màu sơn xe là màu đen, không hề đổi sang màu khác. Có rất là nhiều chủ xe đi xe bị xước va chạm, có thể xước sâu hoặc xước móp trên phần thân xe, thì có hỏi bên mình đó là có cần phải bả và sơn lại hay không, thì đây mình trả lời luôn, đó là anh em chỉ cần bả thôi nhé, bả thôi và mình dán đề can lên, bởi vì cái lớp sơn khi mà mình đi sơn lại nó sẽ rất là yếu, nó không được khỏe như lớp sơn zin đâu, nên là khi mà mình đi mình bả xong rồi mình sơn ấy thì nó rất là tốn thời gian và tốn chi phí, bởi vì đằng nào mình cũng dán đề can mà. Cái lớp đề can này sau khi mình bóc ra ấy, thì cái lớp sơn zin nó vẫn được giữ nguyên, nhưng mà cái lớp mà sơn lại ấy, sẽ tỷ lệ nó sẽ khá là cao, nó sẽ bị chóc ra, nên là theo mình là anh em mình hôm nay chia sẻ anh em luôn là mình chỉ cần đi bả lại cho bằng bề mặt phẳng thôi nhé, cho nó đẹp và mình đi dán đề can là được. Đây như cái phần này khách hàng đi bả và đã sơn lại này, anh em thì nhìn thấy rõ này, lớp sơn lại của nó không thể khỏe nữa nhé, sơn zin nhé, rất là yếu và rất là dễ bị bong ra. Đây anh em nhìn thấy rõ nhé, đây là cái khu vực mà cảng sau mà khách hàng đã đi bả và sơn lại rồi và nó rất là yếu. Ok, và hiện tại bây giờ bên mình đã dán được khoảng 1/3 của chiếc xe rồi, và chắc là trong ngày mai thôi thì chiếc xe này sẽ hoàn thành xong, và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau review chiếc xe này nhé. Chào anh em, và sau một ngày nỗ lực thi công thì chúng tôi đã hoàn thành xong chiếc xe E300 này. Anh em hãy cùng tôi review qua đi qua một vòng xem chiếc xe này đã thay đổi như thế nào nhé.